Ý Ba La Mật Đa Rốt Ráo Thanh Tịnh và nói pháp Bố Thí Ba La Mật Đa Rốt Ráo Thanh Tịnh, chứng pháp tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã Ba La Mật Đa Rốt Ráo Thanh Tịnh và nói pháp tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã Ba La Mật Đa Rốt Ráo Thanh Tịnh, chứng pháp không nội rốt ráo thanh tịnh và nói pháp không nội rốt ráo thanh tịnh, chứng pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh, tự tánh rốt ráo thanh tịnh, và nói pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh, tự tánh rốt ráo thanh tịnh, chứng pháp chân như rốt ráo thanh tịnh và nói pháp chân như rốt ráo thanh tịnh, chứng pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp trụ pháp thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, rốt ráo thanh tịnh và nói pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp trụ pháp thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, rốt ráo thanh tịnh, chứng pháp thánh đế khổ rốt ráo thanh tịnh và nói pháp thánh đế khổ rốt ráo thanh tịnh, chứng pháp thánh đế tập diệt đạo rốt ráo thanh tịnh và nói pháp thánh đế tập diệt đạo rốt ráo thanh tịnh, chứng pháp bốn tịnh lự rốt ráo thanh tịnh và nói pháp bốn tịnh lự rốt ráo thanh tịnh, chứng pháp bốn vô lượng bốn định vô sắc rốt ráo thanh tịnh và nói pháp bốn vô lượng bốn định vô sắc rốt ráo thanh tịnh, chứng pháp tám giải thoát rốt ráo thanh tịnh và nói pháp tám giải thoát rốt ráo thanh tịnh, chứng pháp tám thắng xứ chín định thứ đệ 10 biến xứ rốt ráo thanh tịnh và nói pháp tám thắng xứ chín định thứ đệ 10 biến xứ rốt ráo thanh tịnh, chứng pháp bốn niệm trụ rốt ráo thanh tịnh và nói pháp bốn niệm trụ rốt ráo thanh tịnh, chứng pháp bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo rốt ráo thanh tịnh và nói pháp bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo rốt ráo thanh tịnh, chứng pháp môn giải thoát không rốt ráo thanh tịnh và nói pháp môn giải thoát không rốt ráo thanh tịnh, chứng pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện rốt ráo thanh tịnh và nói pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện rốt ráo thanh tịnh, chứng pháp mười địa bồ tát rốt ráo thanh tịnh và nói pháp mười địa bồ tát rốt ráo thanh tịnh, chứng pháp năm loại mắt rốt ráo thanh tịnh và nói pháp năm loại mắt rốt ráo thanh tịnh, chứng pháp sáu phép thần thông rốt ráo thanh tịnh và nói pháp sáu phép thần thông rốt ráo thanh tịnh, chứng pháp mười lực phật rốt ráo thanh tịnh và nói pháp mười lực phật rốt ráo thanh tịnh, chứng pháp bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ đại xả 18 pháp phật bất cộng rốt ráo thanh tịnh và nói pháp bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ đại xả 18 pháp phật bất cộng rốt ráo thanh tịnh, chứng pháp không quên mất rốt ráo thanh tịnh và nói pháp không quên mất rốt ráo thanh tịnh, chứng pháp tánh luôn luôn xả rốt ráo thanh tịnh và nói pháp tánh luôn luôn xả rốt ráo thanh tịnh, chứng pháp trí nhất thiết rốt ráo thanh tịnh và nói pháp trí nhất thiết rốt ráo thanh tịnh, chứng pháp trí đạo tướng trí nhất thiết tướng rốt ráo thanh tịnh và nói pháp trí đạo tướng trí nhất thiết tướng rốt ráo thanh tịnh, chứng tất cả pháp môn đà la ni rốt ráo thanh tịnh và nói tất cả pháp môn đà la ni rốt ráo thanh tịnh, chứng tất cả pháp môn tam ma địa rốt ráo thanh tịnh và nói tất cả pháp môn tam ma địa rốt ráo thanh tịnh, chứng pháp quả dự lưu rốt ráo thanh tịnh và nói pháp quả dự lưu rốt ráo thanh tịnh, chứng pháp quả nhất lai bất hoàn a la hán rốt ráo thanh tịnh và nói pháp quả nhất lai bất hoàn a la hán rốt ráo thanh tịnh, chứng pháp quả vị độc giác rốt ráo thanh tịnh và nói pháp quả vị độc giác rốt ráo thanh tịnh, chứng pháp tất cả hạnh đại bồ tát rốt ráo thanh tịnh và nói pháp tất cả hạnh đại bồ tát rốt ráo thanh tịnh, chứng pháp quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật rốt ráo thanh tịnh và nói pháp quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật rốt ráo thanh tịnh. Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật đa như thế, thanh tịnh như thế nào? Phật dạy: Này thiện hiện, vì sắc thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì thọ tưởng hành thức thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh,
Bạch Thế Tôn, tại sao vì sắc thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì thọ tưởng hành thức thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Này thiện hiện, vì sắc không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì sắc thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì thọ tưởng hành thức không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì thọ tưởng hành thức thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì nhãn xứ thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì nhãn xứ thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Này thiện hiện, vì nhãn xứ không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì nhãn xứ thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì sắc xứ thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì sắc xứ thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Này thiện hiện, vì sắc xứ không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì sắc xứ thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì thanh hương vị xúc pháp xứ không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì nhãn giới thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì nhãn giới thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Này thiện hiện, vì nhãn giới không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì nhãn giới thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì nhĩ giới thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì nhĩ giới thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Này thiện hiện, vì nhĩ giới không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì nhĩ giới thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì tỷ giới thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì tỷ giới thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Này thiện hiện, vì tỷ giới không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì tỷ giới thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh, vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì sao? Này thiện hiện,